Nhan Phúc Vinh cũng là đội đầu tiên về đích chặng 1. Hai bạn đã về đích đầu tiên trong chặng đua này. Gặp khó khăn với lựa chọn kép, ST và Lâm Hồng Phong là đội về đích cuối cùng. Tuy nhiên, đây là chặng không loại. Nhưng chặng đua tiếp theo, hai bạn phải về đích đầu tiên. Nếu không, hai bạn sẽ bị phạt 30 phút tại điểm đến. Đi taxi đến bến xe miền Tây, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đội chơi phải mua vé xe Phương Trang hoặc Mai Linh. Để đi đến xe Cà Mau tại quốc lộ 1A, Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau. Đó, sau thành phố đó, Cà Mau, sau đó đến một địa điểm có đặc điểm như sau. Đây là thành đây là di tích lịch sử cách mạng tại thành phố Cà Mau. Nơi đây được thực dân Pháp xây dựng năm 1910. Cho em ra bến xe miền Tây. Huy Khánh đang có mặt tại nhà dây thép thuộc thành phố Cà Mau. Nơi đây đã được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1910. Để thực hiện chức năng thông tin phục vụ cho bộ máy cai trị. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các chiến sĩ cách mạng của chúng ta đã biến nơi đây thành địa điểm liên lạc quan trọng giữa cơ sở đảng Cà Mau và cấp trên. Với những đóng góp cho cuộc đấu tranh giành độc lập, nhà dây thép đã trở thành niềm tự hào của người dân Cà Mau. Và nơi đây đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ những thông tin được cung cấp, các đội chơi phải xác định điểm mà họ cần phải đến, đó là nhà dây thép. Và sau đó, họ phải tìm cách di chuyển tới đây, tìm cho ra được mật thư tiếp theo được đựng trong thùng mật thư này. Đi đi. Chuyến gần nhất đi Cà Mau là mấy giờ chị? Em đi đường nào gần nhất và nhanh nhất hộ em anh nhá. Lộ trình hình như nó gần 500 cây. Taxi. Lộ trình. Chị ơi, đi Cà Mau có còn chuyến 7 giờ 4 vé không chị? Ở lúc ngồi đợi xe thì mới dở mật thư ra xem cái địa điểm ấy mà không có ghi cái tên nhà là gì. May lúc đấy có cái cô ngồi kế bên, cô xài điện thoại. Điện thoại nhé. Thì cô đó cô đưa cho điện thoại cho mượn luôn tự sử dụng. Nhưng mà anh Thạch hơi yếu là giống như là nhờ người ta là anh Thạch lại giống như là mất cỡ hay gì đó mình không hiểu. Chị ấy là ngồi tuốt bên kia kìa, anh Thạch thì ngồi ở đây. Chị ơi có thể cho mình điện thoại được không? Nó nhỏ xíu như vậy. Thôi em đi. Nói như vậy ai mà nghe? Đi, ngồi cái bên cạnh anh nói đi. Xây dựng năm 1910 tại Cà Mau. Tọa lạc tại góc đường Lê Lợi và Lý Bốn. Bốn. Lý Bốn. Đúng rồi, Mai Linh và Phương Trang. Sẵn bằng tất cả rồi. Trong hai đội kia chưa đi. Trong khi các đội khác vẫn đang di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau, thì đội đó đã tìm được nhà dây thép. Chúng ta hãy chờ xem chặng đua này sẽ diễn biến như thế nào và những điều bất ngờ gì sẽ xảy đến với họ. Lựa chọn kép. Các đội chơi tiếp tục di chuyển đến ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Nam Căn, Cà Mau để thực hiện lựa chọn kép. Họ phải chọn một trong hai nhiệm vụ, nông vụ hoặc ngư vụ. Với ngư vụ, đội chơi sẽ phải vào ao bắt 20 con cá kèo bằng tay không rồi thực hiện kho cá. Tuy nhiên, trong quá trình kho, đội chơi phải liên tục di chuyển. Khi người giám sát đồng ý, đội chơi sẽ nhận được mật thư. Với nông vụ, đội chơi sẽ được phát một nia chứa hai loại đậu, đậu nành và đậu cúc. Nhiệm vụ của họ là phải phân loại hai loại đậu này, báo đúng số lượng từng loại đậu. Đội chơi sẽ nhận được mật thư. Bây giờ mình lựa chọn ngư vụ đi. Em có sure là em bắt được cá kèo không?
Em nghĩ nó sẽ dễ hơn là điểm đậu. Điểm đậu sẽ rất nhiều, mình sẽ đếm sẽ bị mất thời gian. Taxi đâu? Được rồi, được rồi. Cho luôn rồi, không được rồi. Của Pháp đã xây ngày xưa ấy. Nhưng mà cái khu 10 người đấy có phải là của Pháp xây ngày xưa không? Đúng rồi, đúng rồi, mã 10 người đó. Dạ vợ. Anh có biết cái chỗ di tích nó là cái chỗ thực dân Pháp xây vào năm 1910 ấy. Đấy em vừa nghe thoáng qua đường Nguyễn Trãi. Mạnh, cái biện pháp này có phải là Dương Đông Kích Tây không? Tớ không biết tiếng Hán là gì. À, có thể. Có thể. Con xin lỗi. Đây có phải đây là di tích lịch sử cách mạng tại thành phố Cà Mau, nó đây được thực dân Pháp xây dựng năm 1910. Trời. Nó mình như thế. Bây giờ đi tìm. Vừa nãy thì chúng tôi có hỏi về một cái địa chỉ khác ngoài cái địa chỉ mà chúng tôi đã tìm được để cho đội Kim và Phương nhầm lẫn về cái địa chỉ. Tìm cái cờ á. Không phải hả? Không biết đội nó có bám theo sao không? Không có. Leo. Nhà dây thép à? Ở đây rồi. Bên kia kìa, chuẩn luôn. À kia rồi. Em cảm ơn anh nhá. Tại sao ông lại nói đúng nhỉ? Tại sao ông lại nói như thế? Chúng tôi chọn ngư vụ. Từ đây ra đến khoảng bao xa hả anh? 50 cây. Đi chú anh nhanh lên. Đúng rồi. Bạn sẽ làm nông vụ ạ. Mì đâu biết nấu ăn không? Mì biết nấu ăn mà không chưa kho cá rồi. Nấu ăn nhiều, cái mơ ăn nha. Đó thôi nha. Cột cái thịt chặt vô lưng á. Theo xe kia đi. Kiếm cho con cái đường nào mà nó nhanh nhất là tốt nhất. Tới rồi. Vâng. Nhanh. Đua kỳ thú. Mười tám, mười chín, hai mươi. Cứ để yên trên da chị đi nha. Rồi đi tiếp. Lửa mình yếu lắm, nó không tính sớm gì đâu.